Hội thứ bảy, phần mạn thù thất lợi. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trụ vườn cấp cô độc, rừng Thệ Đa ở thành Thất La Phiệt, cùng 5.000 chúng tỳ kheo đều là A-La-Hán, chỉ có A-Nan-đà còn ở bậc hữu học, Xá Lợi Tử vân vân làm thượng thủ, lại cùng một vạn đại Bồ Tát đều là bậc bất thối chuyển, trang nghiêm bằng mũ giáp công đức, gồm Bồ Tát Từ Thị, Bồ Tát Diệu Kiết Tường, Bồ Tát Vô Ngại Biện, Bồ Tát Bất Xà Thiện Ách làm thượng thủ. Khi mặt trời xuất hiện, Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi rời khỏi trú xứ của mình, đi đến chỗ Như Lai. Sorry.